gồm có bút, thước, kéo, băng dính hai mặt, bút màu. Rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Mọi người cắt giúp mình tờ giấy có kích thước khoảng 9 x 12 cm. Sau đó mình sẽ vẽ một hình tròn to ở giữa. Sau đó mình sẽ cắt 6, 9, 8 hình, 8 hình tròn nhỏ và 4 hình tròn to hơn. Mình sẽ cắt hai càng của con cua này nhé.
chúng ta sẽ bắt đầu dán. Mọi người gập đôi lại. Mình sẽ dán hình tròn to trước. Cuối mình sẽ tô hình đỏ, tô màu đỏ vào để làm miệng cho con cua nhé. Mình sẽ xếp hai cái càng chéo nhau kiểu thành hình chữ V nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ mắt cho con cua này.
Như vậy là bước trên cắt dán lên gân cua của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.